Đó chính là đôi trên tặng cái sách lãng mạn hạnh phúc lồng lầy nhất trong buổi tối đêm nay. Có nghe nữa mà chúng ta cùng nhận tặng cho đôi nam 100 vỗ tay để chúc mừng. Rất là tuyệt vời, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Kính thưa các bạn, bè nam thanh nữ tú thân mến, bây giờ nhìn nhất mời quý vị chúng ta có mặt trong buổi tối đêm nay. Đó chính là đến đây tham dự buổi huân chương và gửi những lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành tặng đến cho đôi ngương. Và để đáp lại tấm chân tình của quý vị và các bạn đã có mặt trong buổi tối đêm nay, thì ngay lúc này chủ đề tặng quà sẽ đại diện cho đôi ngương có đôi lời muốn gửi đến cho toàn thể quý vị. Xin chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe. Hôm nào cũng là vui, nhưng mà cảm ơn anh, mấy chị, bọn luôn là cảm ơn anh, mấy chị và mấy bọn, mấy cháu. Không có gì hết. Chú rể quá là cảm xúc dân trào đúng không các bạn? Cảm ơn li lịa luôn, không ngoài từ nào ngoài trừ cảm ơn đúng không ạ? Một tràng vỗ tay dành tặng cho chú rể đi ạ. Vâng, xin cảm ơn tấm chân thành mà chú rể đã gửi tặng đến cho quý vị và các bạn trong buổi tối đêm nay. Và kính thưa các bạn thân mến, ngay khoảnh khắc này đây, xin kính mời toàn thể chúng ta hãy cùng nhau lắng đồng trong vài phút, hãy hướng mắt về trung tâm sân khấu để chứng kiến lễ lãng mạn nhất trong buổi tối đêm nay. Đó chính là nghi thức khai rượu sinh mệnh ngày cưới. Xin mời đôi ngưng tay cùng nhau tiến về phía trước và cùng nhau xây dựng cho mình một ngôi đài tình ái qua thắp đường tình yêu mà âm thanh ánh sáng cô hồng đã dành tặng cho đôi ngưng trong một tối hôm nay ạ. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống đời đầy ấp tiếng cười rộn vang, cho anh sự bình yên ấm áp mỗi khi em chơi đẹp màu đi, chơi đẹp màu đi, chạy đi. Vâng, kính thưa toàn thể các bạn nam thanh nữ tú thân mến, không có niềm vui niềm hạnh phúc nào hơn bằng niềm hạnh phúc mà khi xưa hoàng còn son bến phụng còn son, để rồi ở đêm nay chúng ta đã chính thức được làm con một nhà. Và tối đêm nay chú rể tăng quần cũng nói với cô dâu về vẻ rằng em như một chén rượu đầy, anh chưa nấp miệng mà lòng đã say, điều em là chén rượu cay thì em xin uống mãi để say suốt đời. Và trong điều đầu tiên cũng đã xếp kết thúc thay mặt cho những người làm chương trình, bắt đầu cũng xin kính chúc cho đôi ngương của chúng ta kể từ tối đêm nay sẽ có được tình trong năm viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Và ngay lúc này xin kính mời chú rể tân quà ngày cùng nhau bật nắp cho rượu sân bay tình yêu thứ hai. Ngọn lửa tình yêu cũng đã được đốt cháy và bốc sáng trong buổi tối đêm nay. Ngọn giọt rượu pha lê xung quanh tình yêu cũng đã cháy mãi cháy mãi trong trái tim mùa dịp của chú rể tân quan và với nhau về mến. Quý vị chúng ta hãy dành tặng chúng một tràng vỗ tay để chúc mừng hạnh phúc dài lâu được không ạ? Xin cảm ơn rất là nhiều. Và ngay lúc này xin cảm ơn chúng ta hãy cùng nhau nâng ly và hãy quay mặt vào nhau 165 độ để khoác tay uống ly và bôi hạnh phúc trong buổi tối đêm nay. Và trước khi đôi yêu ngương của chúng ta cùng nhau uống đi cho bôi hạnh phúc, bắt đầu xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, các bạn bè nam thanh nữ tú, chúng ta hãy rót đầy những ly càng và hô vang thật to chúc mừng để cùng nhau chúc phúc cho đôi ngương được không ạ? À? Các bạn ơi, ly chúng ta đâu ạ? À? Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, nâng ly! Rất là lãng mạn, rất là rốt. Xin chân thành cảm ơn chú rể tặng quà của người đồng về mẹ rất là nhiều. À vâng, xin kính mời đôi ngưng ta nắng lại trong giây phút ạ. Đây là giây phút thiêng liêng lãng mạn nhất trong buổi tối đêm nay. À, người ta thường nói rằng là tình yêu thì son sắt đợi chờ, tháng năm mong đợi, bây giờ là tối nay mà bỏ qua là rầu luôn á. À, thầu ngầu luôn á, tối nay nó thở ra đi dặn luôn, con ngủ luôn á. À, chú rể tặng quà cũng muốn nói với cái dâu về mẹ rằng, mẹ ơi, anh không biết nói gì hơn ngoài câu chỉ biết nói yêu em mà thôi. Vì thế mà khi xưa khi mới yêu em,
muốn hôn em một cái, ôi sao nó thấy ngạn ngầu. Tối nay thành vợ thành chồng, giờ anh hôn nhiều cái để thỏa lòng ước mong. Các bạn có đồng ý như vậy không ạ? Vỗ tay đi. Đó phải đồng ý dữ dội không? Bỏ qua sao được? Ai trong đây cũng nói là Tết đến xuân về rồi, tôi muốn nụ hôn đậm thắm của anh dành tặng đến cho cô dâu sẽ nở trên môi cô dâu Kỳ Mến trong buổi tối hôm nay. Vì thế mà ngay lúc này với Thảo xin mời Tấn Quang cùng với Kỳ Mến hãy quay mặt vào nhau. Rồi, xin mời chú rể đặt đôi tay rút của mình lên chỗ mềm nhất. Rồi, chưa ra biết mềm luôn. Xin mời cô dâu đặt đôi tay rút của mình lên chỗ cứng nhất của ông nội chú rể Tấn Quang này. Cái tội ông bị bỏ qua. Rồi bây giờ nụ hôn nồng cháy, lúc nãy là định nói 2 phút thôi, nhưng mà cái tội nói bỏ qua đi chứ 5 phút luôn. Không đúng 5 phút cho hôn lại nữa bác. Để em giùm nha. Cười. Sẵn sàng chưa? Bây giờ anh không dám bỏ qua, nó nghe 5 phút anh sợ quá anh kêu rau. Cái bà này thiệt chứ. Bà hạnh phúc bằng nó không? Để nó tối nay nó hạnh phúc nhất này, sẵn sàng như nào. Các bạn ơi đếm ngược thời gian nào. 5 ôm vô 4 3 2 vỗ tay đi. Rất là tuyệt vời, nụ hôn nồng cháy bên này đã mời nhà tặng để chúng yêu quý mến cùng chính thức khép lại chương trình ra mắt của Đường Ngưng trong buổi tối hôm nay. Xin cảm ơn Đường Ngưng rất là nhiều và ngày lúc này xin mời đôi chúng ta hãy tiến về từng bàn tiệc để giúp anh gia vừa quay phim cũng như ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời dành tặng cho Đường Ngưng ạ. Quá bao ngày gian khó, ta đã có nhau rồi.